Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tuấn Kiệt, Bảo Ngọc, Minh Thư. Và tụi mình đang là sinh viên khóa 25 ngành thiết kế mỹ thuật số. Xin chào mọi người. Mình là Nguyễn Thị Hồng Hoa. Mình là Huỳnh Khánh Vĩ. Mình là Nguyễn Ngọc Phương Ngân. Tụi mình đến từ ngành thiết kế mỹ thuật số. Hai. Chào mọi người. Chưa. Thiết kế mỹ thuật số. Ok chưa? Mình đọc thiết kế nhanh còn cái kia là đọc từng chữ. Mỹ thiết kế số. Mỹ thuật số. A few moments later. Nào, 1, 2, 3. Xin chào mọi người. Mình là Nguyễn Quốc Hùng. Mình là Đặng Linh Hưng. Mình là Võ Quốc Hưng. Tụi mình đến từ thiết kế mỹ thuật số. Đồ này đã mang luôn. Nó là xấu hoàn toàn nha mọi người. Câu chuyện của em là lúc mà khi em vào nộp đơn, cái đơn gì ta? Đơn nhập học á. Thì em chỉ biết là đi vào mình nộp vào thiết kế đồ họa thôi. Thì em coi trong cái danh sách của ngành mình á thì nó lại có cái tên cũ của thiết kế mỹ thuật số này, đó là truyền thông tương tác. Thì em mới hỏi cái anh tuyển sinh, ủa truyền thông tương tác là gì vậy anh? Em mới nói thì là vậy đó, rồi em thấy vui quá rồi em theo luôn. Dạ, câu chuyện của em. Mình xin gửi tới các bạn chuẩn bị vô ngành thiết kế mỹ thuật số là phải có một cột sống khỏe. Một cột sống chắc chắn khỏe, một tâm lý vững vàng để suốt ngày thức đêm để chạy deadline thì mới mong là kịp được bài. Thì thiệt sự là cái cuộc sống chuẩn bị cỡ nào thì cũng không khỏe được đâu mấy bạn. Cho nên là chuẩn bị một cách sơ cua thì nó sẽ hợp lý hơn. Đừng có nghe mấy anh chị nói là đồ án gì nhiều nha. Nhiều thiệt. Nhiều hơn đồ nữa, nhiều hơn nhiều. Không phải là dọa hay cái gì đâu nhưng mà nhiều thiệt. Dạ, có một môn tới 3 cái đồ án lận. Đó chính là môn đồ họa thị giác 2 của cô Võ Ánh Xuân Thương. Cái môn đó là tụi em học online cũng rất là vật vưởng mới qua được cái môn đó. Deadline hả? Vậy đó. Thì thật sự thì cái ngành này deadline thì nó cũng không có nhiều mà là nó rất nhiều. Trời đất ơi, 24 tiếng làm hết 20 tiếng rồi còn có 4 tiếng đi sinh hoạt thôi à. Chịu gì nổi. Mấy em đừng thấy xong cái gì hoa nở mà ngỡ xong về nha. Nói chung là hả? Cứ vào đi. Cứ vào đi, người trong cùng mới thấy người trong kẹt. Cái ngành này em thích nhất là sự năng động và sáng tạo của nó là gọi là không ngừng nghỉ luôn. Tại vì đối mặt với cái lượng gọi là deadline cũng như là bài tập gọi là khá là khổng lồ thì tụi em phải sáng tạo liên tục để có thể làm ra những cái bài tốt nộp cho thầy cô cũng như là phục vụ cho chính bản thân của mình trong tương lai không ạ? Là đó cũng là cái điểm mà khiến em thấy thích thú nhất khi mà liên tục thay đổi bản thân để thích nghi với các môi trường xung quanh. Cái này em kể hợp với quý vị, em không có nói gì, em không có nói xạo luôn nha.
trong cái cụm chữ mỹ thuật số thì các bạn hiểu là chúng ta sẽ học thiết kế về mỹ thuật và chuyển thể nó lên digital. Thì đó chính là mục tiêu chính và cũng là lý do mà tách hẳn nó ra khỏi cái ngành đồ họa, để các bạn có một cái bắt kịp cái xu hướng của xã hội phát triển hôm nay, là tất cả mọi thứ đều theo xu hướng số hóa. Vì vậy thì tất cả các sản phẩm thiết kế của các bạn phải đạt được hai tiêu chí, là tiêu chí về mỹ thuật và tiêu chí về công nghệ. Đó là nền tảng của cái chuyên ngành này. Và trong cái nền tảng này thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay các bạn trẻ đang quan tâm đến nhiều hai lĩnh vực. Quan tâm nhiều đến hai lĩnh vực là thiết kế game và thiết kế phim. Và trong cái thiết kế game đó thì chúng ta có không chỉ thuần túy là làm game, mà chúng ta có thể làm những cái diễn hoạt hoạt hình để phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau, không chỉ là chỉ phục vụ một mục tiêu giải trí. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng thiết kế những cái hoạt hình mang tính truyền thông, mang tính giáo dục, mang tính quảng bá sản phẩm với công nghệ kỹ thuật số và với lại cái loại hình là mỹ thuật hoạt hình. Bên cạnh đó, đối với phim thì phim các bạn sẽ được học với những cái nội dung. Thứ nhất là chúng ta có những cái TVC, có những cái viral, có những cái phim ngắn, thậm chí đến những cái phim dài. Thì các bạn có những cái kiến thức để tham gia trong những quá trình thực hiện như vậy. Và dĩ nhiên các bạn biết rằng là học làm phim thì không thể làm một mình, là chúng ta phải học cái quy trình để chúng ta tham gia trong từng một số cái công đoạn nào trong cái lĩnh vực thiết kế phim. Và với mục tiêu thiết kế phim không phải chúng ta làm ra một sản phẩm không thuần túy về nghệ thuật điện ảnh, mà chúng tôi mong muốn hướng các bạn đi đến một cái việc là vận dụng tất cả những cái sản phẩm thiết kế của các bạn về lĩnh vực phim để phục vụ cho công tác truyền thông, phục vụ công tác quảng cáo, phục vụ cho công tác làm tuyên truyền, phục vụ cho những cái vấn đề về xây dựng hình ảnh, truyền tải hình ảnh của một cái sản phẩm, của một sự kiện, của một cái thương hiệu trên các phương tiện kỹ thuật số. Đó là mục tiêu và ý tưởng của cái chương trình này mà khoa theo đuổi và phân ngành để giúp cho các bạn có lựa chọn ngành nghề nó phù hợp hơn trong tương lai. Đối với mảng game thì các bạn sẽ là họa sĩ tạo hình game, gần với họa sĩ tạo hình người game, tạo hình bối cảnh game, hoặc là gần với những cái hoạt cảnh, và đó là những họa sĩ thiết kế. Đối với phim thì chúng tôi không phải đào tạo ra các bạn là đạo diễn, mà chúng tôi đào tạo ra các bạn gần với hướng là họa sĩ thiết kế phim. Họa sĩ thiết kế phim thì buộc bạn phải hiểu được kịch bản và bọn phải hiểu được kỹ thuật quay, hiểu được kỹ thuật dựng. Tuy nhiên bạn là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng thẩm mỹ của một cái đoạn phim, đoạn clip, một cái bối cảnh, một cái MV, hoặc là một cái ý tưởng nào đó chuyển tải bằng hình ảnh, thì bạn là người sáng tạo trên cái đó. Thì đó là mục tiêu và định hướng của hai cái chuyên ngành này. Cái tên ngành mà thiết kế mỹ thuật số thì đầu tiên nó cũng giống như là giảng dạy cho các bạn ấy làm một cái phim hoạt hình. Thì trong cái làm cái phim hoạt hình đó, thì nó có những phần như thế này. Tạm thời là mình chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là tiền kỳ. Rồi phần thứ hai là sản xuất. Phần thứ ba là hậu kỳ. Phần cái tiền kỳ ấy, thì cũng giống như các bạn biết, muốn tiền kỳ đầu tiên thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước thì chúng ta là chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất là kịch bản, thứ hai là concept, thứ ba là một số cái vấn đề để chúng ta chuẩn bị sản xuất. Ở trong phần sản xuất thì ví dụ như phim hoạt hình thì các bạn phải chuẩn bị là vẽ những cái mẫu vẽ, vẽ character, vẽ nhân vật, vẽ vũ khí, vẽ áo giáp, vẽ background. Rồi tiếp theo đó nữa là rít xương, rồi tạo texture cho nhân vật, rồi tạo một số cái vấn đề để tạo cái nhân vật cho nó biểu cảm. Rồi cái cuối cùng thì cái đó là cái hậu kỳ. Thì như các bạn biết thì giống như mình nấu muốn ăn thì mình chuẩn bị trước tất cả những nguyên vật liệu, và đến lúc này thì chúng ta chỉ đưa lên bằng nấu và chúng ta sơ trộn tất cả lại thành một món ăn hoàn hảo. Đó là cái cuối cùng của chúng ta, là cái hậu kỳ. Thì chương trình đào tạo của ngành thiết kế mỹ thuật số là hướng dẫn cho các bạn từ đầu đến cuối những cái quy trình như vậy, và những cái môn học là đi từ cơ sở ngành đến chuyên ngành. Những cái môn mà đinh nhất, mà gọi là quan trọng nhất, nền tảng nhất dành cho các ngành, ví dụ như ngành thiết kế mỹ thuật mình, thiết kế mỹ thuật số mình, thì câu cái đầu tiên là phải là hình họa, thứ hai là môn tạo hình 1, tạo hình 2, tạo hình 3,
thứ ba là thị giác 1, thị giác 2. Ba cái môn này là ba cái môn quan trọng nhất để dành cho các bạn tạo dựng cái cơ sở, tạo dựng cái tiền đề để cho các bạn làm những cái đồ án mình được tốt đẹp hơn. Đó. Còn sau này khi mà tách ngành xong, tách ra hai cái ngành chuyên ngành xong thì các bạn sẽ có một số cái đồ án. Ví dụ bên phim thì có cái đồ án là phim TBC, quảng cáo TBC hoặc là viral hoặc một cái quảng cáo nào đó. Còn bên hoạt hình thì có hai cái đồ án chính, đồ án hoạt hình 1 và đồ án hoạt hình 2. Khi mà thiết kế một cái chương trình đào tạo thì các giảng viên trong ngành đã có cái sự thống nhất với nhau như thế này. Đối với cái đồ án nào mà nặng thì chúng ta cho sinh viên làm theo nhóm. Cái nhóm trước, nhóm ví dụ đồ án nặng thì làm nhóm theo số đông, ví dụ như 7 đến 9 người hay 5 đến 7 người. Còn những cái đồ án nào mà tương đối thì cảm thấy tương đối được thì cho các bạn làm ít lại để cho các bạn xê cái số kinh phí ra cho nó dễ. Vì quan trọng là cái đầu tư, cái không phải là tiền bạc mà đầu tư cái chất xám cho mình, đầu tư cái kiến thức của mình và cái gọi là cái siêng năng của mình trước. Tại vì những đồ án mà làm trong ngành này chủ yếu làm trên máy chứ không phải làm bằng những vật chất đi mua ở ngoài, cho nên cái số lượng tiền nó không, cái số lượng kinh phí nó không có cao, mà chỉ có các bạn đầu tư vào cái chất xám của mình tí xíu và cái siêng năng của mình là quan trọng nhất. Vì sao các bạn trẻ yêu thích ngành này? Thứ nhất là ngành này là một ngành năng động. Và tôi biết được rằng là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ngành thiết kế thì luôn thích cái đẹp và luôn luôn đối với ngành này thì làm ra những sản phẩm đẹp, những sản phẩm mang tính thẩm mỹ, sản phẩm mang tính mỹ thuật. Và sức hút đối với bạn trẻ thì các bạn biết rồi, xu hướng công nghệ ngày càng cao, xu hướng tương tác trên màn hình kỹ thuật số thì hiện nay là một xu hướng của thế giới. Và đó chính là cái thị phần và cái công việc mà các bạn làm nó cũng rất là rộng. Hầu như bây giờ các bạn thấy tất cả các sản phẩm nào ra đời muốn truyền tải một thông điệp nào đến với khách hàng thì yếu tố về truyền tải bằng digital cũng chiếm thị phần lớn hơn, chiếm được cái tần suất lớn hơn đối với lại cái sản phẩm bằng vật lý. Ví dụ như sản phẩm, một cái sản phẩm bao bì, các bạn thấy là in ra bao bì sản xuất rồi các bạn quảng cáo trên báo, quảng cáo trên tạp chí, thì đó là trước đây ngành đồ họa vẫn sẽ làm cái chuyện đó. Tuy nhiên hiện nay nhu cầu thì người ta sẽ đưa lên trên các phương tiện kỹ thuật số rất là nhiều, chiếu tần suất xuất hiện trên internet, xuất hiện trên các website, xuất hiện trên các app, xuất hiện trên các kênh truyền hình, thì đó là một nhu cầu của thị trường rất là lớn. Và một cái điều nữa để giúp cho các bạn thấy rằng là điểm này là điểm thuận lợi và cũng như là điểm khó khăn là vì sự thay đổi quá nhanh của thời đại kỹ thuật số. Một sản phẩm có thể ra đời tuần này nhưng tuần sau là các bạn sẽ phải làm một cái series mới rồi. Thì đây chính là một cái ưu điểm, nếu ai nắm bắt được thời cơ này thì các bạn sẽ rất là thành công. Nhưng nếu như mà các bạn có thể tưởng tượng được ngay, nếu như có một cái hình ảnh mà các bạn cứ chiếu đi năm này qua tháng nọ thì như vậy cái độ bắt mắt và độ thu hút đối với sản phẩm, đối với người tiêu dùng, đối với xã hội, đối với công chúng thì nó không còn là một sức hấp dẫn nữa. Cho nên chính vì vậy cái nghề này vẫn là một cánh cửa rộng mở và vẫn là sự năng động đối với các bạn nhà thiết kế trẻ. Và cộng với sự công nghệ hỗ trợ cho các bạn thì các bạn sẽ thăng hoa trong cái nghề của mình. Mình có một cái ấn tượng rất là đặc biệt đối với các bạn học ngành thiết kế truyền thông tương tác trước đây của Văn Lan đã ra trường là một cái sự quyết liệt, một sự máu lửa với nghề. Các bạn đã tham gia những cái công việc thực tế từ năm thứ 3, năm thứ 4 và với một không phải như là tham gia để vì mưu sinh, vì kiếm thêm trang trải cuộc sống, mà bạn tham gia với một cái tinh thần rất là học hỏi. Bởi vì các bạn thấy rằng là sự đam mê đã đẩy các bạn đến những công ty và làm những cái sản phẩm chuyên nghiệp. Và với như vậy, với tinh thần như vậy thì các bạn đã gặt hái được khá thành công. Một số bạn khá là nổi bật, ví dụ như các bạn đã có những bạn đã đạt được giải cánh diều vàng đối với thể loại phim ngắn hoặc phim hoạt hình. Hoặc là đối vừa rồi thì có những bạn tham gia các cuộc thi quốc tế về stop motion, thể loại stop motion cho những cái loại phim hoạt hình ngắn. Thì đây cũng là một trong những cái thành công mà cho rằng là chỉ thành công đối với những người thật sự đam mê và cháy bỏng với nghề thì các bạn sẽ làm được những cái chuyện đó. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những bạn
không phải đi ra được cái sản phẩm nổi tiếng, sản phẩm tham gia các cuộc thi, nhưng bạn tham gia ở những cái lĩnh vực mà chúng tôi thấy rằng bạn gần như là có những bạn sinh viên xuất hiện hầu như các ở một cái bộ phận nào đó của những cái game show truyền hình, đều có sự góp sức, đều có sự chung tay của các bạn, mặc dù là đứng sau hậu trường thôi, mặc dù là người đóng góp về bối cảnh thôi, nhưng đó là những cái dấu ấn và những cái công việc mà đem lại niềm đam mê thực sự cho các bạn của ngành thiết kế mỹ thuật số cũng như ngành thiết kế truyền thông tương tác. Em thích truyền thông, em thích làm việc truyền thông là nhiều. Em cũng thích quay TVC và quảng cáo nữa, cho nên là em thấy đây là cái nhánh mà hợp với em. Và từ năm 2 thì là em đã có những cái job ở ngoài nghiêng về làm phim và làm TVC quảng cáo. Em cũng có đi vẽ storyboard cho nhiều cái TVC nữa, cho nên là em thấy đây là cái khả năng của mình tốt nhất thì thời điểm hiện tại, cho nên em đã đăng ký theo ngành thiết kế phim. Em thích viết lách, thế lại đọc sách này nọ, nên là em có hướng đi theo cái kịch bản. Nhưng mà cũng có một hướng khác em muốn đi theo là người ta gọi tắt là styling, kiểu như thiết kế bối cảnh cho một cái TVC. Em kiểu thích kiểu là tính cách thích gọn gàng, sắp xếp này nọ, cho nên là em sẽ đi theo cái hướng đó. Vậy em cũng thích quay phim với lại thiết kế các hiệu ứng kỹ xảo này nọ. Nhưng mà có lẽ là về cái phía mà kịch bản thì em sẽ nổi trội hơn nhiều. Vậy là em theo phim? Dạ, theo phim. Em là do em thích cái về cái mảng kỹ xảo của phim, với lại em cũng thích làm một cái công việc trong cái đoàn phim, đó là set design, có nghĩa là đi tìm những cái trang phục hay là những cái vật dụng để đặt vào cái bối cảnh xem là nó phù hợp với lại cái TVC đó hay không, và cái sắp xếp những cái nhân vật đứng như thế nào cho phù hợp với cái bối cảnh, cũng như là đồ vật sắp xếp như thế nào, cái góc quay như thế nào để dựng được một TVC cũng như là gần hoàn chỉnh nhất có thể. Thì em cảm thấy là mình hợp với là thiết kế nhân vật, cũng như là mình dần yêu thích cái việc làm phim hoạt hình cũng như là làm game, cho nên là em quyết định sẽ định hướng là sẽ theo cái phân ngành là game cũng như là làm phim hoạt hình. Thì về định hướng sau này thì em muốn làm một character design cũng như là muốn làm animation. Nhờ vậy mà có thể làm được những bộ phim hoạt hình cũng như là các TVC quảng cáo nhưng không phải người đóng, để sẽ quảng bá những cái sản phẩm trong nước. Hồi trước thì em muốn đi theo mảng truyền thông, nhưng mà tại vì cái em thấy cái khả năng vẽ của mình khá là tốt nên là em quyết định vào trường này. Và tại vì ban đầu em cũng biết là trường mình có ngành truyền thông, trước đó là đồ họa truyền thông tương tác, mà bây giờ tên mới là thiết kế mỹ thuật số. Thì em mới apply vào trường thì em cảm thấy là nó khá là phù hợp với mình. Em thì có ước mơ làm một TOB chuyên nghiệp. TOB là gì? Là thiệu với hai đó chị. Trời ơi, em lên bờ xuống ruộng với nó luôn. Là trong một tháng đó em chỉ làm một con vật là con ngựa. Em không hiểu tại sao cô chọn con ngựa cho em, nhưng mà em cứ đâm đầu em làm con ngựa mà đến cái độ mà em sợ nó luôn cho tới bây giờ. Còn em nhìn sợ con mèo. Sợ luôn. Em sợ con mèo. Còn em thì em chọn theo kiểu cảm tính, là em chọn con tuần lộc. Lúc đầu thì cô cũng nói là em nên chọn con nào đó có lông cho nó dễ tả, nhưng mà em nhất quyết em phải làm con đó. Xong rồi cô kiểu ok em cứ làm đi, làm được tới đâu hay tới đó. Xong rồi cũng lấy được con điểm mà mình mong muốn. Đây là cái con linh vật của bản thân mình luôn. Rồi từ cái con linh vật đó mình vẽ chì, mình tả thật nó ở trên một cái khổ giấy A0. A2. Mình vẽ trên A2, thì mình vẽ trên một cái tờ giấy đó thì khoảng 30 dáng. Thì mình tìm hiểu về tất cả những gì xung quanh về cái cuộc sống của cái con vật đó, ví dụ như là tập tính nè, rồi màu lông, rồi xương sọ, rồi anatomy của nó nữa. Mình sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ và mình vẽ lên trên đó một cái tờ giấy A2 đó thôi mà làm tụi em vật vưởng suốt gần 2 tháng trời. Xong với cái đồ án đó nữa là tụi em làm thêm một cái đồ án nữa, cũng cái môn đó luôn, là môn thiết kế cái hộp layer, là mình phải thiết kế trên phần mềm, xong rồi mình vẽ máy, xong rồi mình đi in ra, rồi mình cắt ra, rồi mình xếp từng lớp layer làm sao cho nó tạo một cái chiều sâu.
Và cái thứ ba là gì Ngọc? Vẽ trang trí, tức là mình sẽ vẽ 6 bài, có một bài màu lạnh, một bài màu nóng và một bài màu nóng lạnh, cũng như là bài chì là vẽ kiểu như nét mảng. Nét mảng. Nói chung là cách điệu hóa. Cách điệu, nói chung là 6 bài đó và cách điệu. Còn em thì em thích môn tạo hình, tại vì nó luyện cho mình được cái gọi là sự bình tĩnh lúc mà mình đặt cái bút lên trên giấy. Mình mà bấn loạn tí thôi là đó, cho nên là mà nếu mà mọi người làm tốt cái môn đó thì em nghĩ là có thể làm tốt được môn khác, cho nên em nghĩ cái môn em thích nhất chắc là có mình em thấy môn nào cũng thú vị. Tại vì kiểu mình được sáng tạo qua mỗi môn luôn á, nên là mỗi môn là một câu chuyện khác, nên là em cảm thấy nó khá là vui. Nhưng mà mặc dù là em hay than thở là trời mệt quá, nhưng mà thật sự là học rất là vui. Năm nhất thì là tập trung chủ yếu là cá nhân hết, để mà phát triển cái khả năng cơ sở tạo hình của các bạn ngay từ buổi ban đầu. Còn đối với lại qua tới năm 2 thì là cái đồ án nó sẽ càng lúc nó càng đi lên. Là thứ nhất là cái mức độ đầu tư của đồ án nó cũng cao lên xíu nữa. Rồi cái mức độ làm việc khi mà mình quản lý một cái đoàn phim hay là một cái teamwork đó thì là nó càng ngày càng cao, đòi hỏi là phải nhiều người làm, cho nên nó là thầy cô sẽ thoải mái cho mình chọn team. Thì là một cái team của tụi em tùy vào môn thôi là khoảng từ 3 cho tới 7 bạn. Nếu mà học này mấy bạn nên học thêm kỹ năng là quản lý tiền của mình, giống như là trong một đồ án nhóm mấy bạn nên hỏi những bạn làm chung với mình là các bạn cần giống như là cần chi ra bao nhiêu, hoặc là mấy bạn có khả năng chi được bao nhiêu cho cái đồ án đó. Ví dụ như mỗi bạn trong nhóm có thể chi ra ít nhất từ 1 triệu cho một cái đồ án stop motion hay là 2 triệu gì đó. Tại vì tụi em phải thuê studio nữa, thuê đèn, rồi thêm những cái mô hình nho nhỏ nữa. Mà mô hình nhà búp bê thì nó rất là mắc tiền, tại vì nó là đồ thủ công. Tụi em phải đặt, phải chờ gần như là từ 1 tuần đến 2 tuần thì mới có được. Cho nên là mấy bạn nên cân nhắc về cái việc là mấy bạn chi được bao nhiêu cho một cái đồ án, cũng như là quản lý được tiền bạc của mình. Mọi người gặp cái vấn đề về thời gian là do mọi người gặp vấn đề thiệt. Đó, cho nên là nó trải qua nhiều chuyện như vậy thì mọi người sẽ tự nhiên hình thành được cái kỹ năng cho mình. Mình sẽ có cái suy nghĩ là mình sẽ dự trù trước được cái thời gian, mình sẽ biết được là mình sẽ trễ vào lúc nào. Thí dụ như thầy cô giao bài tập khoảng 7 ngày thì các bạn phải dự trù thêm khoảng 3 ngày nữa. Thì thời gian để làm gì, có thể là có nhiều chuyện khác xảy ra ở bên trong cái chuyện mà mình làm bài. Đó, cho nên là khuyến các bạn là nên tự hình thành trước một cái kỹ năng quản lý thời gian trước khi vào trong ngành này. Hỏa thức đó là luôn mỗi ngày đều mở, thì các ngày trong tuần thì tụi em sẽ đều lên đó để chạy deadline từ sáng cho tới tối. Thì trong cái lúc mà chạy deadline đó thì sẽ có thầy cô, mấy anh, các anh chị hay kiểu đi qua đi lại thì sẽ phụ gần như phải các em thắc mắc thì sẽ giải đáp. Hướng dẫn thêm nữa. Với cái khối lượng deadline như vậy á, nó sẽ khiến cho mấy em một thói quen là luôn tìm tòi á. Ý là khi mấy em gặp một cái vấn đề đó thì mấy em phải tìm ra một cái cách khắc phục nó liền. Và nhiều cái khó khăn như vậy thì nó chỉ khiến cho nhiều cái sức ép như vậy, nhiều cái áp lực như vậy chỉ khiến mấy em thành kim cương thôi. Còn thì một diễn viên để chia sẻ thì những cái deadline như vậy á thì nó sẽ giúp cho mình có một cái tinh thần á, kiểu như là mình sẽ chịu đựng giỏi hơn trong các công việc về sau. Thì ở hiện tại thì mình chỉ ở dừng lại cái việc là học hỏi trau dồi bản thân thôi. Thì sau này ra ngoài cuộc sống á, thì mình làm ăn bươn chải thì mình sẽ gặp khách, mình phải có một cái tinh thần ổn định thì mình mới chịu đựng được. Tinh thần của em giờ không định hay. Với lại là kinh nghiệm anh chị truyền đạt cho em nữa. Thì về mảng tốn kém á, thì em thấy là về các thiết bị kỹ thuật số như là máy ảnh, laptop để mà làm những cái Photoshop với lại là chụp ảnh khi mà học môn nhiếp ảnh thì nó khá là tốn kém về mảng đó. Do là cái nhu cầu về dung lượng cũng như là cấu hình máy của thiết kế nhiệt số rất là nặng,
nên là thành ra là cái giá thành nó cũng khá là đắt đỏ, nên là về cái mảng là máy móc thì nó hơi tốn kém một xíu. Giờ đối với sinh viên thì em thấy là dòng máy thì thường là mấy bạn sẽ sử dụng là có Core i7 và RAM thì khoảng là 16GB. Thì sự thì năm nhất thì cũng chưa có yêu cầu nặng về cái phần máy móc lắm. Thì tụi em mới học được vài buổi của môn nhiếp ảnh thì yêu cầu phải có máy. Nhưng mà thì sự thì môn nhiếp ảnh 1 thì cũng chưa yêu cầu phải là đầu tư máy và lens ảnh nhiều, cho nên là chỉ cần máy ảnh cơ bản để phục vụ chụp hình là được. Còn về laptop á, thì cũng chỉ dừng ở mức cơ bản thôi. Tại vì là các đồ án năm nhất thì nó cũng chỉ là vẽ trên máy, thao tác nhẹ chứ chưa có cần phải render 3D hay là dựng animation. Cho nên là khi mà vào cái ngành này á, thì thầy cô sẽ tư vấn thêm vào những cái học phần sau. Các bạn có thể là đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền, hoặc là làm những cái job nhỏ nhỏ tự kiếm tiền về để mình build cái đồ án của mình lên. Đó là về mảng phim nha, còn mảng game mảng game khác nữa. Mảng game còn nhiều nữa chị. Là bạn phải đầu tư cho cái PC rất là mạnh luôn. Đúng tại rồi. Vì hả, nó ngoài cái 2D ra bạn có phải làm 3D nữa, bạn phải kiểu như học về 2D với 3D rất là mạnh luôn thì mới có thể ra ngoài thị trường mà cạnh tranh với những đối thủ khác được. Cho nên là ráng nha. Mọi người cũng đừng lo lắng về việc mà mình chi phí cho thiết bị nhiều quá. Tại vì ngoài các thiết bị mới ra hiện nay thì còn các thiết bị như ở đời trung gian hoặc là đời cũ. Các bạn có thể mua từ người thân, mua từ những cửa hàng bán đồ cũ để mình có thể thực hành, luyện tập. Thì khi mình ra môi trường làm việc rồi mình mới cần những cái thiết bị gọi là chuyên nghiệp hơn. Thì giá cả của mấy cái đó nó rẻ hơn rất là nhiều so với những thiết bị mới hiện giờ. Các em phải chuẩn bị về cho mình những kiến thức cơ bản thôi từ trước để mà khi vào học thì mình có thể tiếp thu một cách tốt hơn. Do là trong quá trình học thì cái việc mà các em tự học được đề cao đó, nên là trong quá trình học mà các em đã có kiến thức cơ bản về hình họa một xíu này, trang trí màu á, thì khi mà làm bài thì các em cũng được cái kiến thức đó của mình hỗ trợ nhiều hơn. Thì với lại là cùng với sự thúc đẩy và sự hỗ trợ giảng dạy của thầy cô nữa thì cái bài của em sẽ được tốt hơn. Cái quan trọng nhất có lẽ đó chính là các bạn nào đã theo ngành thiết kế rồi thì bắt buộc mình phải vẽ tay thật là đỉnh. Nhưng mà nếu các bạn vào ngành thiết kế mỹ thuật số tại trường đại học Văn Lang thì buộc chắc chắn 100% rằng các bạn phải vẽ đỉnh hơn nữa và phải vẽ nhanh nữa. Tại em nhớ có một cái môn đó, môn tạo hình ba là sketch dáng người. Đúng rồi. Thầy mở trên TV đó một cái tạo hình 2. Thầy mở trên cái TV đó tất cả cái dáng người thì là nó sẽ chiếu từng tấm thì một tấm chỉ có từ 15 tới 20 giây thôi, là bắt buộc mình phải vẽ lại y chang cái dáng đó, rồi màu sắc ánh sáng như thế nào. Thì tôi nghĩ coi vẽ một cái dáng người trong vòng từ 15 tới 20 giây rất là khó. Thì là em nghĩ là mình vừa phải khả năng vẽ tay, rồi mình vừa có khả năng là vẽ nhanh nữa. Màu sắc cũng rất là quan trọng trong cái quá trình học của mình. Nếu mà các bạn không có những cái thứ đó thì em nghĩ là học cái này rất là khó, rất là mệt luôn á. Mình thì có một cái lời nhắc cho các bạn, đó là khi bước vào trường luôn, học cái môn nào á thì cũng phải lưu vào một file, nên tạo một cái folder riêng cho cái quá trình học của mình suốt từ năm 1 tới năm 4. Tại vì là các anh chị năm 4 á, năm nay làm portfolio á, thì phải bỏ vào tất cả những cái đồ án đã làm từ năm nhất tới năm 4 luôn. Mà lỡ như các bạn mà không có lưu lại hoặc là làm mất á, thì cái việc mà mình phải lục lại hoặc là làm lại nó sẽ tốn thời gian và gây phiền toái rất là nhiều. Tại vì thời gian chạy bài để tốt nghiệp á, còn khó khăn nữa. Nên là một số lượng ít bé thôi. Thầy cô cho tụi em va chạm nhiều, có nghĩa là có rất nhiều cái workshop diễn ra trong một tháng, có tầm từ 2 đến 3 workshop để cho tụi em có thể được tiếp xúc với lại các nhà đầu tư cũng như là những anh chị đã đi trước, xong mấy anh chị về chia sẻ. Và tụi em cũng có khả năng như là tụi em được apply trong các những cái đồ án bên ngoài của mấy anh chị luôn. Thì có thể là tụi em làm teamwork với mấy anh chị cũng như là nộp cái portfolio đi cho những cái nhà đầu tư, họ sẽ coi rồi họ sẽ tuyển dụng tụi em như một thực tập sinh cho các công ty truyền thông cũng như là các công ty game. Đó cũng là một cái lợi thế đó. Mấy bạn nên tạo những cái portfolio từ ngay ban đầu luôn, là năm 1 những gì các bạn vẽ nó đều là
có thể nằm trong một folio của bạn hết. Cho nên là nên là làm cho đồ án tốt lên tốt nhất có thể nha, đừng có lầy bài hay là đừng có nghĩ ừ mình chỉ cần qua môn. Nếu mà các bạn nghĩ mình chỉ cần qua môn thì đừng học ngành này. Đúng. Còn một cái điều nữa là thái độ. Thái độ quan trọng hơn trình độ. Đó là lời mà một giáo viên đã gửi gắm lại cho tụi em. Tại vì là năm nhất mình mới bước vô thì kỹ năng của tụi mình thì chưa chắc đó đã tốt đâu. Nhưng mà nếu mà mình có thái độ hợp tác với lại giáo viên và tích cực tìm tòi thì cái việc mà mình nâng cao về kỹ năng á là cái chuyện mà sẽ xảy ra, mình sẽ được đánh đáp. Cái lúc mà em mới vào á thì kiểu em bỡ ngỡ mà phải nói sao ta, kiểu cấp 3 lên cái em không có quen được với cái môi trường mà định đại học bây giờ, xong rồi em kiểu yếu lòng. Cái gì cái trong cuộc sống nó phải có cảm xúc mới xúc được đúng không quý vị? Mình không có cảm xúc em không xúc được. Em làm bài yếu và em gặp hay stress, panic, kiểu hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn luôn. Và em kiểu bị mấy anh chị nói là cái này không được, cái này không được. Xong rồi em phải đi, em đi nói với cô Hương là cô ơi, bây giờ em thấy là cái khả năng của em không có đủ cái thứ. Xong rồi cô Hương đừng có lo. Nó hả, cái người nghệ sĩ mà cảm thấy đủ với cái khả năng của mình á thì nó sẽ giết chết cái trí tưởng tượng của người đó, giết chết cái khả năng của người đó. Nên là kiểu thầy cô đốc thúc cho em rất là nhiều và truyền cho em rất là nhiều năng lượng á, kiểu giống như bạn bè chứ không phải là thầy cô với lại học trò. Mặc dù hiện tại mình hơn các bạn khoảng 1-2 tuổi nhưng mà tiếp xúc với các bạn mình cảm thấy mình trẻ trung hẳn ra. Và gọi là các bạn gọi là truyền cái năng lượng cho mình. Tại vì những lúc làm bài nhóm chung với nhau thì mình đã làm bài trễ rồi, nhưng mà có các bạn, nhờ có các bạn mình cũng có thể có thêm cái năng lượng làm bài kịp tiến độ. Tại vì học là một quá trình mà, thì đó thì các bạn phải cố gắng lên thôi. Mặc dù là có rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là lười rất lười. Thay mặt các bạn sinh viên khóa 25 ngành thiết kế mỹ thuật số tại trường đại học Văn Lang, xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bạn khóa 27 và đặc biệt là các bạn khóa 27 ngành thiết kế mỹ thuật số. Khi mà các bạn nhập học tại trường Văn Lang thì sẽ được gặp những thầy cô chất lượng và được nghe những lời khuyên chất lượng. Bye bye mọi người. Chào mừng khóa 27 đến với ngành thiết kế mỹ thuật số.